Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi khám phá, trải nghiệm đập hàng một Đông Hòa Phú Yên. Mời các bạn trải nghiệm đồng hành cùng với mình nhé. Đập hàng nằm phía nam thành phố Tuy Hòa. Địa chỉ thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Ừ. Fan YouTube. Bên này gặp làm mà nên chuyện mình cũng vui chứ. Bên này gặp fan YouTube rồi. Mẹ chưa. Rồi. Dạ dạ. Rồi rồi. Nó lỗi do người bay rồi nó lỗi do đủ trước hết pin rồi gió to rồi nấu nên gió to mà nó đẹp vui nhất. Bây giờ đây em nói à, cái thác mà em nói cái đâu là Định Vị đúng không? Định Vị là cái thác đi bay mình bay mò cái hướng đấy mình lên là dọn biết được nhìn vô thấy à tới nè đâu có đi người ta không cần đi. Đó là tôi mà tôi không ra nhà tôi là tôi phải là đã ở à. Lúc vừa lấy cam được quá. Anh riêng là vừa lấy cam lắm. Nhưng mà anh có sắm á. Nói thiệt với thằng đàn nếu mà chú mà nói mà chú có điều kiện á. Ừ. Chú có sắm á thì chú sắm cái chú riêng chỉ 7 triệu thôi. 7 triệu thôi. Sắp là hơn là sắp xanh chino. Không quá. Nó anh nhìn thấy như anh này mấy anh này. Người ta làm 4-50 triệu anh làm cái có 4 triệu bạc mà em thấy nó chắc nét lắm nha. Thì nó có bờ này không nha. Chứ đừng có chơi nó là ít tiền mà không ngon nha. Anh rút làm mít xuống đá mà không chịu nhờ. Không quay giỡn nha. Được lắm. Rồi để anh ngồi coi. Nhanh quá. Nướng là nướng đang bị bạn. Chúng món là gì? Ông anh xin nhớ vậy anh đi góp anh nhưng mà tính nó bằng như này còn xuống đó, là bằng xe hoa lóc đi rồi anh xuống xe hoa lóc không nhớ anh đi mà cái chỗ mình sang á là lên trên bờ nó tay voi anh voi vừa thu giữ voi nó giật nặng xuống dùng nó dùng Campuchia mà đi cùng một cái voi gì nữa voi trong đèn chứ con rồi đó rồi là đang nghe rồi. Nhưng mình đây giờ trồng đèn chưa có rồi đúng rồi. Rồi mình còn ra máu. Ồ, hết rồi. Còn máu. Tiếng hồ không có. Tiếng nữa, ngang. Rồi mình mới chơi xuống nữa. Để hai ông buồn, đẹp hai mươi nữa không vui đâu. Nhưng mà vậy? Để ra mình có. Để máy mày đây, mày chơi kìa á. Nó còn bún hết tàu. Người ta không ăn không? Có gì cả làm đâu là tôi muốn cổ nậu. Về giống cái thằng gì ở trong bộ phim gì mà gài nướng bị cao quá. Cao quá. Đã ngắm cái năm mươi chín đó. Thấp quá nó chín. Rửa luôn mà. Mà chín đó chậm nó gây cho mình ấy. Ra mình chưa nôn mà nướng vậy chứ nếu nôn là. Là bởi vì mình phân chia cái đó trước. Tối tối cho em ngon. Tối thì em quý là ăn được mới ngon. Bây giờ những lúc một chút mà có những người không có lúc đó. Chọc chọc tớ là chốc chỗ nào. Nhưng mấy anh làm như chốc được mà. Tại vì đi. Nhưng mà anh là chốc tớ mà. Nhưng mà chốc tớ là 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 chốc tớ. Quá đẹp luôn. Anh nấu như đẹp luôn. Bây giờ nó đi ra bia vô sinh phòng thì nó còn có được. Muốn ra bia mà đi nghe. Đó, bây giờ anh quẳng lên mà một mình á, một mình ăn. Bữa anh chạy qua đủ nước ở lại qua đi mà không ấy. Bữa anh chạy qua Ninh Hòa,
cái ngân hoàn ăn táo ăn cơm trong một cái chín giờ ăn thìn đó, mà lúc đó anh quay anh chưa có cây cam, anh quay bằng điện thoại nó hắn nó rung lắm. Bây giờ anh sắm được cái cam rồi nó thấy là nó rất rung. Mấy anh em nó đi du lịch qua các nước châu Phi rồi, nó cho nên mình đi đến nơi nào á là mình phải biết cái dân tộc đó, cái văn hóa, cái tập quán phong tục cái dân tộc đó như thế nào mình nó rất là rõ. Cái thứ hai là pháp luật của nước đấy, cái nước đấy là cái nước đấy là nó không cho dùng trang sức của động vật. Ông nó ở đâu nữa, ông qua bữa ông đi du lịch cái ông vô chợ nó bán lậu, ông mua cái đeo cái trăm ngà voi á, nhắm cộng cảnh sát nó bắt ốc luôn, nó mò vô nó đóng tiền là ví dụ như là tiền Việt Nam mình mấy trăm triệu vậy, là cho gì mà không có tiền là ở tù 6 tháng, ở đi du lịch ở tù 6 tháng, ở tù bị 6 tháng, thấy không? Khổ không? Du lịch ở tù 6 tháng. Giờ mà anh lên kiếm mây, anh học được kiếm mây anh. Anh có đi bánh trắng nữa. Đúng rồi, có cái gì? Em ăn bánh trắng à, nướng nha. Ba cái bánh trắng nữa, ba bánh trắng sống trong đây này. À, à, lấy lửa nướng bánh tráng cho mấy người bánh tàu á, túi hạt là cái kia đâu hay là ủa, nghe em nói anh mừng chắc có một ngày nào đấy em một phía đi giống thế là anh vô hú vô anh em nào hướng anh vô riêng anh vô anh bốn giờ đấy đúng đúng không đúng không đúng đâu anh chưa đâu đâu bò nó có sống còn được chứ gà phải giết nha, bấm vô bò ăn tái được chứ gà không có thở ăn tái. Tôi phản tấn tôi thích đi chơi gì đó, cứ không dừng rồi ăn bộ đồ ăn nhậu tháng ấy thì cái thì không anh nhờ lúng thắm ơi để tôi hôm qua anh nhà tôi thích đi lúng thúng hả anh trai bốn bốn tôi báo mình tôi anh nha thứ hai báo mình tôi đi học là tôi dặn là tốt một bộ á rồi hai bạn cháu ngày sau đây là chiều tối nha cái này lúng thúng giáo rồi quá chết cam lần thằng cổ không? Đúng dưới thằng giáo quá. Tấu được tiền nghề sống của cua. Béo không hả? Béo béo ấy. Thằng thằng đó. Chứ ở trên YouTube khó lắm nha. Vì mà YouTube nó nghiêm ngặt. Xem qua lắp nó ngồi cỡ YouTube bây giờ là lắp là khó. Khó. YouTube bây giờ là tại sao? Cái ngày xưa là Việt Nam mình á. Và những cái nước tiến phát triển á. Là điểm thoại đâu mà coi, chứ quy đâu mà coi, đâu mà làm, điểm không có. Cho nên là lúc đó, cái đội ngũ mà nhân viên mà đi quay nó ít, khuyến khích nó dở. Còn bây giờ ấy, anh nào cũng có cái điện thoại, anh nào cũng có tui, anh nào cũng làm YouTube. Dạ. Anh nấu không? Dạ không. Từ chỗ đấy là làm chiến lửa. Anh nhớ cái chén đi, chỗ làm chiến lửa cho nó. Từ chỗ đấy là bây giờ là nó. Nó có thấy mờ quá là không? Dạ không. Không thấy nó ra tổng rồi. Nó ăn nó mờ rồi trong đây thấy. Anh đóng bao nhiêu clip anh phải đúng hết đó. Nó chạy thấy bao nhiêu cho nó. Nó bụng mẹ nó gọi một cái nha. Anh nói mà nói thiệt. Em tìm mà cái người mà thuyết trình cho nó mà làm cực kỳ hữu vậy. Anh nói thiệt. Nó rất là tài nha. Ờ nó tài một cái chuyện mà anh phải nói anh không thương yếu được nó. Thì ông nói cho anh lại vì thời gian không? Không biết chửi không biết tôi hết á, tôi có bè của mấy bà vợ sao không? Ờ, anh hiểu rồi, anh hiểu anh đấy. Ờ, anh ấy bà mẹ bà bán đó, anh đó. Ấy là người mong vợ nhất. Ờ, nhất Việt Nam luôn à. Gần 40. Bà được tháng, bà được tháng, bà được tháng.